Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Top 5 bá chủ 1/10cc cực chất tại thị trường Ấn Độ. Suki Zixter. Suki Zixter nặng 137kg, bình xăng có dung tích là 12 lít, tiêu hao nhiên liệu trung bình là 20 km/lít. Xe sử dụng động cơ xăng đơn 4 kỳ làm mát bằng gió với dung tích 1/5cc. Động cơ tạo ra công suất ra là 14,8 lực tại 8.000 vòng phút. Moment xoắn cực đại 14Nm tại 6.000 vòng phút. Sức mạnh truyền tới bánh xe thông qua hộp số 5 cấp. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn đi kèm phanh đĩa trước tiêu chuẩn. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu Sixer 10 được bán mức giá hợp lý 1.250 USD, tương ứng là 26 triệu đồng Việt Nam. Xe chỉ có trong vòng 6 tháng sau khi ra mắt đã trở thành một trong những mẫu nước cơ bay hạng nhỏ thu hút khách Ấn Độ. Việc đề xuất mức giá là 63 triệu đồng cho mẫu Sixer ở thị trường Việt Nam khiến hãng xe này khó thể tạo được lợi thế cho mẫu nước cơ bay này không có gì nổi bật so với SSS hoặc FZ Genome. Mức giá hợp lý khi xuất hiện tại Việt Nam của mẫu xe này rơi vào khoảng từ 45 cho đến 50 triệu là hợp lý nhất. Chỉ với mức giá đó thì Zixter có thể hiện được vai trò mẫu nước cơ bay giá rẻ nhất trong cùng phân khúc. Tại thị trường Ấn Độ, Zixter phiên bản phanh đĩa sau với giá bán là 81.000 AS, vào khoảng là 28,6 triệu đồng Việt Nam. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam sẽ có giá lên đến gấp đôi. Yamaha FZSV 2.0 là mẫu nước cơ bay cho Nova khó thế hệ mới nhất tại thị Ấn Độ với rất nhiều cải tiến cùng trang bị công nghệ tiết kiệm nhiên liệu. Yamaha FZSFIV 2.0 với tên gọi khác là Passion. Mẫu xe này thiết kế lại phần đầu đèn, bảng điều khiển thiết kế lại, tăng dung tích bình xăng, yên được tách đôi, ống xả mới, công suất không bị ảnh hưởng nhiều so với bản tiền nhiệm. FZSFI phiên bản 2.0 có mức tiêu hao nhiên liệu rất tốt, vào khoảng 14% so với bản hiện hành. Mức khí thải cũng tốt hơn, giảm xuống còn 33%. Trọng lượng xe nhẹ hơn thời trước. Xe có kích thước dài 1.990m, rộng 770m, cao 1.030m, chiều cao yên ở mức 790m, khoảng cách giữa hai trục bánh xe 1.330m, trọng lượng tổng thể 135kg. Ngoài ra xe còn trang bị cặp mâm thể thao kích thước 17 inch đi kèm với lớp trước kích thước 100/80 đến và lớp sau 140/60. Xe sử dụng phanh đĩa cho bánh trước với kích thước 267mm và phanh đùm ở bánh sau. Có động cơ SOC 4 thì xăng đơn, phun xăng điện tử trực tiếp FE với dung tích là 149 mã khối, sinh ra công suất đa là 12,8 lực tại 8.000 phút. Moment xoắn cực đại là 12,8Nm tại vòng tua là 6.000 phút đi kèm hộp số 5 cấp. Ở phiên bản mới này, xe còn được trang bị công nghệ Euro mới nhất của hãng Yamaha với ưu điểm và khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất tốt và khi vận hành. FZSV 2.0 có giá bán rất ấn tượng thị trường Ấn Độ là 83.000 AS, vào khoảng là 29,4 triệu đồng Việt Nam. Trong khi đó, mẫu FZSV 2.0 được bán tại Việt Nam với mức giá rất cao lên tới là 70 triệu đồng. Baza Busa 10. Khối động cơ phiên bản Baza Busa 10 2017 thế hệ mới nhất có đường kính sedan nhỏ hơn phiên bản người tiền nhiệm. Mẫu nước bay cỡ nhỏ của Baza Busa 10 2007 vừa được tinh chỉnh lại để đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải mới nhất tại thị trường Ấn Độ. Với thiết kế vẫn giữ nguyên bản so với thế hệ trước đó, với rất nhiều thay đổi về bộ phận cơ khí đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải mới nghiêm ngặt là BSIV tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này vẫn giữ nguyên đặc điểm thẩm mỹ bên ngoài, nhưng có rất nhiều thay đổi về bộ phận cơ khí và khối động cơ ở bên trong. Xe có đường kính sedan đơn nhỏ hơn ở phiên bản người tiền nhiệm. Bởi thế công suất của mẫu xe này giảm xuống còn 15,6 mã lực tại vòng tua máy là 9.000 vòng phút, xuống còn 14 mã lực tại 8.000 vòng phút. Moment xoắn cực đại được tăng lên 12,5 Nm tại 6.500 vòng phút thành 13,4 Nm tại 6.000 vòng phút. Bên cạnh đó, hệ thống đánh lửa CDI cũng có cải tiến được nhằm đáp ứng được lực hãm của xe. Xe có chiều dài 2050m, chiều cao 1060m, khoảng cách sáng gầm 165mm. Xe có hệ thống phanh đĩa trước là 240m, hệ thống phanh tăng trống ở phía sau 130m. Đi kèm với đó là loại phuộc ống lồng ở phía trước và bộ giảm sóc đôi ở phía sau được điều chỉnh được. Trọng lượng xe sắp xỉ 145kg. Thị trường Ấn Độ, Baza Busa 2007 được bán mức giá 1.115 USD cùng với 4 màu tùy chọn bao gồm đen, đỏ đen, xanh đen. Xe được trang bị bản hộ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe này là Honda Hornet 160A, Yamaha FZV 2.0, Suzuki Zixter,
với giá bán cạnh tranh nhất tại thị trường Ấn Độ với mức giá bán là 74.000 AS và khoảng là 26,5 triệu đồng Việt Nam. Honda CB Unicorn. CB Unicorn 150 vốn có mặt tại thị trường Ấn Độ khoảng 10 năm nay, là một trong những tiệt phẩm truyền thống nhất tại đây. Mẫu con tay dài 2095mm, rộng 765mm và cao 1110mm. Dung tích bình xăng là 13 lít, xe có sử dụng giảm phốc, giảm sốc trước phụ ống lồng ở phía trước và trụ đơn ở phía sau. Phanh xe hợp kim 18 inch, phanh đĩa trước đường kính là 240mm, phanh tăng chống ở phía sau có đường kính 130mm. Xe được trang bị động cơ xanh đơn, làm mát động khí với dung tích 149 phân khối, kết hợp một số 5 cấp. Xe đạt công suất đa là 13,14 mã lực tại 8.500 một phút, mô men xoắn cực đại 12,8 cm tại 5.000 một phút, vận hành tối đa là 101 km/h, trọng lượng khô ở mức 146 kg. Honda CB Unicorn 150 là sản phẩm có doanh số tốt nhất trong thời gian qua tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này có giá bán rất tốt, 70.000 AS và khoảng 25 triệu đồng Việt Nam. Yamaha XZ R15 V2.0. Sự trở lại ở phiên bản mới của R15 thời điểm này được đánh dấu là bước tiến lớn trong việc giành lại thị phần người kình địch Honda trong suốt một thời gian dài đã bị thất thế. Yamaha R15 sử dụng loại xanh đơn có dung tích 153 phân khối, làm mát động dịch. Loại sedan này có công suất tối đa lên tới 16,8 mã lực tại 8.500 rpm. Hơn nữa, Yamaha không thể nào quên nâng cấp bộ điều khiển EQ, tăng thêm khả năng vận hành tốt hơn. Cũng để thay thổi dễ dàng nhận ra mẫu xe này là màu đen, được chủ nhân của nó độ lên nhẹ nhàng thành một cái phần nhỏ nhất chứ không phải là toàn bộ phần xin của xe. Tuy nhiên phải công nhận rằng những thay đổi đó rất phù hợp với diện mạo chung của xe, càng khiến những nét thể thao được thể hiện rõ càng hơn. Mẫu Sportbike này còn sử dụng cái bộ lốp 17 inch với 5 chấu, bà tay đòn bằng nhôm đúc, giảm sốc sau được thiết kế lại, đèn hậu LED có phong cách của R series và yên đôi v.v. Ngoài ra xe còn có bộ giảm thanh mới, phanh đĩa sau là 220mm cùng với cái bộ khung Delta Box được thay đổi vài thứ. Yamaha XZ R15 có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng 2,2 lít trên 100km, động cơ 150 phân khối, phun xăng điện tử, làm mát bằng chất lỏng. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe này có 4 màu bao gồm xanh dương, đen, đỏ và xanh lá v.v. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe này có giá bán vào khoảng 42 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.